Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt cáo trạng ông Đinh La Thăng nói viện kiểm sát gấp lửa quá lớn. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, phiên tòa diễn ra tiếp tục phần tranh luận. Ông Đinh La Thăng nói viện kiểm sát gấp lửa quá lớn ném vào bản thân ông cũng như những bị cáo khác từng làm việc ở Bộ Giao thông Vận tải. Sau quan điểm của viện kiểm sát về việc đã truy tố ông Đinh La Thăng là cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là đúng và bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án, các luật sư của ông Thăng cũng nêu ý kiến không đồng tình. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng tự bào chữa tại tòa. Đồng thời, ở phần tự bào chữa, ông Thăng cũng tiếp tục bác bỏ cáo trạng, đặt nghi vấn về những điểm chưa rõ ràng trong vụ án như vai trò của ông Thăng, quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản cũng như về số tiền hơn 725 tỷ đồng. Như những phần tự bào chữa trước, ông Đinh La Thăng một lần nữa phủ nhận cáo trạng. Ông nói, tôi bác bỏ cáo trạng vì đó là những suy đoán không có căn cứ, không dựa trên cơ sở hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa và ý kiến của các luật sư tại phiên tòa. Ông nói, bị cáo nhận thấy đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đưa ra quan điểm mang nặng tính chất gấp lửa quá lớn, ném vào bản thân bị cáo cũng như những bị cáo khác từng làm việc ở Bộ Giao thông Vận tải. Từ đó, bị cáo yêu cầu người thực hành quyền công tố giải thích rõ hơn nữa cho bị cáo, buộc bị cáo phải đóng vai trò chính trong vụ án ra sao. Ngoài ra, ông Thăng cũng cho rằng Viện Kiểm sát có nhầm lẫn khi lập luận về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản như quyền thu phí cao tốc TP.HCM Trung Lương. Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước đã chuyển nhượng quyền thu phí trong 5 năm cho công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thao túng. Ông Thăng cho rằng đây là chuyển nhượng quyền khai thác tài sản, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản. Theo đó, công ty Yên Khánh có quyền tổ chức thu phí và quản lý số tiền thu về từ hoạt động thu phí của mình. Đối với số tiền trúng thầu, ông Thăng cho rằng đây là tiền thu hợp pháp của người trúng thầu đấu giá, đề nghị hội đồng xét xử trưng cầu giám định số tiền hơn 725 tỷ đồng. Ông nói, đề nghị trưng cầu giám định số tiền hơn 725 tỷ đồng là của ai? Việc nào sai thì phải xử lý theo đúng luật. Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát chứng minh cho bị cáo biết công ty Yên Khánh làm ăn thua lỗ như Viện Kiểm sát đã kết luận. Cần xác định rõ số tiền này thực sự thuộc về ai, từ đó xử lý cho đúng, ông Thăng nói. Tôi mong Viện Kiểm sát thay đổi lại cáo trạng, cáo buộc của mình để những người bị cáo được tâm phục khẩu phục, ông Thăng nêu quan điểm trước tòa. Tự bào chữa, ông Đinh La Thăng cũng cho rằng cáo trạng này truy tố là cáo buộc từ trên trời, quy chụp, gấp lửa bỏ tay người, theo báo Vietnamnet đăng tin. Đây là hình ảnh cao tốc TP.HCM Trung Lương với trạm thu phí ghi tên công ty Yên Khánh. Trình bày quan điểm bào chữa, luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng qua nghiên cứu hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại tòa thì các kết luận trên của Viện Kiểm sát đề nghị hành vi vi phạm của tội ông Thăng là không phù hợp với chứng cứ thu thập được, không thỏa mãn với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí mà Viện Kiểm sát cáo buộc ông Đinh La Thăng. Theo luật sư, Viện Kiểm sát quy kết ông Thăng giới thiệu Đinh Ngọc Hệ là không có cơ sở vì không có chứng cứ. Các văn bản của nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường gửi cho ông Thăng chỉ mang tính chất thông báo, không có chứng cứ chứng minh ông Thăng được báo cáo và biết việc bán đấu giá sai quy định. Ngoài ra, theo luật sư Nghĩa, cáo trạng cũng nêu ông Thăng có vai trò quyết định bán quyền thu phí như sau. Nghe thì có lý là ông Thăng là bộ trưởng, nhưng việc bán quyền thu phí là do một hội đồng tiến hành. Ông Thăng không thể quyết định bán cho ai, bán ra sao, như thế nào được. Bộ trưởng chỉ quản lý chung, không có chứng cứ thể hiện ông Thăng có vai trò quyết định với kết quả bán đấu giá. Luật sư Nghĩa nêu ra quan điểm của mình như vậy. Các luật sư bảo chữa cho ông Thăng thì cho rằng dấu hiệu cấu thành tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là phải gây thất thoát cho nhà nước. Trong vụ án này, hơn 725 tỷ đồng không thể coi là khoản tiền nhà nước bị thất thoát. Bởi sau khi bán quyền thu phí, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận đủ hơn 2.004 tỷ đồng. Vậy tiền thu phí là của doanh nghiệp trúng đấu giá, không phải là của Bộ Giao thông Vận tải. Báo Tuổi Trẻ cũng trích dẫn quan điểm của luật sư Hoàng Văn Hướng, người bào chữa cho ông Đinh La Thăng cho rằng Viện Kiểm sát đang áp dụng quan điểm suy đoán buộc tội. Đây là hình ảnh Thượng tá Đinh Ngọc Hệ khi đương chức, ảnh bên trái và ảnh bên phải là khi ra tòa. Luật sư Hướng cho rằng lời khai của bị cáo Dương Thị Trâm Anh là phó tổng giám đốc công ty Kiều Long
biết ông Hệ là con rể của một vị lãnh đạo cấp cao nên bị cáo Đinh La Thăng đã tác động để Hệ tham gia dự án là có tính chất buộc tội. Luật sư khẳng định vị lãnh đạo này không có con gái nên ông Hệ không có phải là con rể, do đó lời khai của bị cáo Dương Thị Trâm Anh là bịa đặt. Luật sư cũng cho rằng cuộc gọi điện thoại giữa ông Thăng và ông Hệ hoặc giữa ông Thăng và bị cáo Dương Tuấn Minh, tổng giám đốc tổng công ty Cửu Long, nếu có cũng không chứng minh được nội dung của các cuộc gọi này là ông Thăng tác động để ông Hệ tham gia dự án. Như vậy, mọi cáo buộc này là quy trục và suy diễn. Một luật sư khác bảo chữa cho ông Thăng cho rằng về số tiền 725 tỷ đồng, nếu đây là tài sản của Yên Khánh thì toàn bộ cáo buộc trong cáo trạng này là không có căn cứ. Luật sư này viện dẫn văn bản 4688 của Bộ Tài chính gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trích điều 18 pháp lệnh thu phí và ghi rõ như sau. Phí thu được từ các dịch vụ không do nhà nước đầu tư hoặc do nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức cá nhân thu phí có quyền quản lý sử dụng số tiền thu phí thu được theo quy định của pháp luật. Theo luật sư, nội dung trên trong văn bản của Bộ Tài chính cho thấy hoàn toàn có cơ sở pháp lý chứng minh rõ ràng quyền thu phí đã chuyển giao cho doanh nghiệp, không còn là tiền của nhà nước. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ quan điểm buộc tội của Viện Kiểm sát. Về trách nhiệm hình sự, luật sư giữ quan điểm của Viện Kiểm sát không chứng minh được ông Thăng có những hành vi như điều luật truy tố. Viện Kiểm sát không chứng minh được vai trò của ông Thăng trong các vai trò đồng phạm như chủ mưu hoặc là thực hành hoặc là xúi dục hoặc giúp sức theo điều 17 của Bộ luật hình sự. Đồng thời, luật sư nhấn mạnh không thể coi thân chủ ngoan cố là tình tiết tăng nặng lượng hình khi mà bị cáo chứng minh mình không phạm tội. Trước đó, trong phiên xử ngày 18 tháng 12, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và miễn hình phạt bổ sung. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi còn gọt đương chức. Ông Thăng đang thụ án 30 năm tù trong hai vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Hồi đầu năm, ông tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Enthano Phú Thọ gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. Ông Đinh La Thăng cũng lãnh 10 năm tù, Út Trọc thì bị chung thân. Vào sáng ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra phán quyết cuối cùng với ông Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Trọc và 18 người khác về cáo buộc sai phạm trong bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương. Theo bản án sơ thẩm, ông Thăng nhận mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt với hai bản án trước đó, ông Thăng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, là mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn. Cùng tội danh này, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Tòa tuyên phạt ông Đinh Ngọc Hệ mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp các hình phạt của các bản án trước đó là tù chung thân với ông. Và hội đồng xét xử đã nói gì? Căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại tòa, hội đồng xét xử nhận định việc kiểm sát truy tố các bị cáo trong tòa án là có căn cứ, đúng tội, đúng pháp luật. Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Lương đã được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng giao xây dựng đề án bán quyền thu phí để thu lại tài sản cho nhà nước. Ông Đinh La Thăng với cương vị là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã được giao tổ chức xây dựng đề án bán quyền thu phí. Tuy nhiên, do mối quan hệ từ trước, ông Thăng đã giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận dự án tham gia đấu giá và trúng đấu giá trái pháp luật. Hành vi của bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm tại Bộ Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện để Hệ chiếm đoạt chót lọt 725 tỷ đồng của nhà nước. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án, bản án này đã nêu như thế. Đây là hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa cùng mặc áo màu xanh. Từ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu với lời khai của các bị cáo tại tòa và cơ quan điều tra, hội đồng xét xử cho rằng có cơ sở khẳng định ông Đinh La Thăng và các cán bộ ở Bộ Giao thông Vận tải đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đối với ông Hệ, hội đồng xét xử cho rằng dù không đủ điều kiện tham gia đấu giá, không có năng lực tài chính, nhưng ông Hệ
đã lợi dụng mối quan hệ với ông Thăng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nhà nước và tòa nhận định đây là hành vi xảo quyệt, tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Khi thu phí, ông Hệ đã chỉ đạo nhân viên sử dụng phần mềm, sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Do đó, hội đồng xét xử đã buộc ông Đinh Ngọc Hệ phải nộp 725 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và tiếp tục duy trì lệnh kê biên phong tỏa tài sản của hệ thống công ty của ông Hệ để đảm bảo việc thi hành án. Lời sau cùng của ông Đinh Thăng là gì cũng là điều nhiều người quan tâm. Tại phiên tòa vào chiều ngày 21 tháng 12, được nói lời sau cùng, ông Đinh Thăng nêu quan điểm cảm ơn hội đồng xét xử, các luật sư của mình cũng như các luật sư khác trong việc làm rõ hơn vụ án. Báo Pháp Luật dẫn lời ông Thăng về bản thân, ông nhận trách nhiệm là người đứng đầu nhưng chịu trách nhiệm về mặt chính trị, hành chính, công vụ trong vụ án, còn hình sự thì không. Một lần nữa, ông mong hội đồng xét xử đánh giá khách quan và công minh. Đối với Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và cấp dưới, ông Thăng mong hội đồng xét xử không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 với bản tin Bác cáo trạng, ông Đinh La Thăng nói Viện Kiểm sát gấp lửa quá lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.